Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay mang tên sticker chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thử hiện cách làm nhé. Cái hạt ngọc màu xanh. Chữ E này. Hạt ngọc màu trắng. Chữ K này. Rồi, chữ Q thì chúng ta đã ghép được như này. Bây giờ thì mình sẽ đi ghép hai cái hình trái tim đúng không? Mình ngăn cách giữa hai cái chữ để tạo thành cái tên. Hình trái tim này. Tiếp theo là mình sẽ ghép cái chữ stick. Chữ E này, sau đó lại tiếp tục mình sẽ trang trí cái phần hạt màu xanh. Chữ T này. Và tiếp theo là cái chữ S, đúng không? Chữ cuối cùng là chữ F. Sau đó thì chúng ta lại ghép thêm cái hạt trang trí ở cái trước cái chữ S này. Hạt trắng, hạt đỏ, hạt vàng đây mình cũng sẽ ghép giống như là cái phần trước. Ba màu này mình sẽ hơi nhạt hơn ba cái nhé, hạt ở phía trước một chút nhé. Tiếp theo sẽ là cái hạt vàng. Cùng là hạt trắng. Sau đó mình sẽ đo vào cái vòng tay. Nếu mà cái vòng đang hơi ngắn thì mình sẽ sâu thêm cái hạt hình tròn, có hình xoắn ốc ở trên. Và bây giờ thì mình sẽ buộc nút hai cái đầu dây này lại nhé.
Rồi, các bạn sẽ thấy là như vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong một chiếc vòng tay vô cùng xinh xắn này, rất nhiều màu sắc đúng không, mang tên sticker như này. Thì các bạn sẽ có thể đeo cái chiếc vòng vào tay như này. Đây. Cái chiếc vòng của chúng ta thì sau khi đeo vào tay thì nó sẽ trông như này nhé, trông rất là nổi bật đúng không. Như vậy thì mình đã hướng dẫn xong các bạn cách làm một chiếc vòng tay như thế này rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay mang tên là Tyron Lou của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Sau đó thì mình sẽ ghép cái phần chữ Tyron Lou phía trước, thì mình sẽ ngăn cách hai cái chữ này bằng cái sẽ chọn cái phần hạt ngọc nhỏ như này. Sau đó thì mình sẽ ghép thêm cái hạt là màu cam to hơn, nhìn cho nó rõ. Giờ mình sẽ ghép chữ thao lên. Sau đó thì sẽ là cái